Hai Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Không biết là mọi người ở đây có bao giờ mọi người cảm giác được ở trong lòng của mình á xen lẫn một chút gì đó vui cũng như là một chút gì đó buồn hay không, và mình không diễn tả được cái suy nghĩ của bản thân mình là gì hết cả. Và hôm nay cái cảm giác của Sang nó giống như vậy đó mọi người. Sang đã đi xa nhà đã là 7 ngày hoặc 8 ngày gì đó trong cái chuyến đi biển để kiếm những vùng đất mới, để Sang dự định là sẽ đi sinh tồn một chuyến ở bờ biển cùng với mấy đứa. Nhưng đi đến ngày hôm nay thì cái mục tiêu của Sang đề ra, Sang vẫn chưa kiếm được cái nơi mà hoang vắng. Với lại thứ hai là đi lâu như vậy thì Sang khá là nhớ nhà, cũng muốn về, nhưng mà mục tiêu đề ra thì chưa đạt được nên không về được. Nên cảm giác hôm nay thì nó trống vắng lắm mọi người. Nhưng mà bù lại là sáng ngày hôm nay kênh YouTube của Sang vừa mới cán được cột mốc 3,7 triệu người đăng ký, nhờ sự quan tâm cũng như là ủng hộ của tất cả mọi người ở đây. Nên Sang nói với mấy đứa là thôi mấy anh em mình dừng lại cái khu này một vài bữa, là nghỉ lại đây một vài bữa, không có tiếp tục chuyến hành trình đi nữa mà dừng lại đây. Để hôm nay Sang với mấy đứa sẽ ra ngoài bờ biển chơi một ngày thật đã. Phía sau lưng Sang mọi người xem đây, đây là biển nha mọi người, nhưng mà chỗ này không bơi được tại vì có rất nhiều đá. Giờ thì Sang với mấy đứa phải băng qua cái đồi phía bên đây này. Bên đó thì nó có một cái bãi cát, mình sẽ qua bên bãi cát bên đó để làm một cái buổi ăn cũng như là tắm một ngày thật đã nha mọi người. Bây giờ thì mấy anh em Sang khởi hành đi nha. Đây Thanh Long Mỹ quá trời luôn nè. Ở đây Sang với mấy đứa là đi tới đây mọi người thì phát hiện cái bụi cây này nè mọi người. Mọi người thấy trái nhiều ghê không? Đó, Thanh Long Mỹ đó. Đó giờ thấy Thanh Long kia rồi đúng không? Ăn nhà anh cái thanh long Việt Nam rồi đúng không? Còn nay là Thanh Long Mỹ nè. Đâu, rụng đâu? Đó, rụng bỏ đi, đây quá trời luôn mà. Đây mọi người thấy Thanh Long Mỹ không? Nó mọc đây, đây là trái non của nó nè, đây trái chín nè, còn đây là cây của nó. Đó, thanh long này nhiều gai đúng không? Khác thanh long nhà của mình chỗ nào? Hả? Thanh long nhà nó dày. Cái bụi đúng không? Đây là cây xương rồng, theo trên mạng là cái trái này ăn được đó mọi người. Bẻ bẻ đi mấy đứa, đưa cái áo đâu. Cởi cái áo ra Tâm để đựng Tâm. Để đây, giờ sẽ bẻ nha. Ủa sao mềm như vậy? Nè, nó ra cái nước này. Đây Tâm bỏ qua đây Tâm. Cầm cẩn thận, cái gai nó nhiều lắm á. Đây nè mọi người, nó rụng sẵn luôn rồi. Nên trái nào rụng thì Sang bẻ luôn nha. Trái rụng chín, ui nó đỏ đẹp quá ha. Đây là trái của nó nè mọi người. Lát cho Tâm ăn thanh long Mỹ cho biết nha. Đây này, cái này nhiều gai lắm nha mọi người. Đó, đây, mình xấy một cái lại, trái này hơi nhỏ. Lựa cho bự hái vậy nè. Nè, trái màu đỏ mới chín chứ. Quá trời bên đây luôn nè. Đây này, một bụi đây thôi mà quá trời trái luôn mọi người, trên đó ngẹt luôn kìa, ui ngẹt luôn kìa. Nó ra gần như là đọt nào nó cũng ra hết cả. Đây Tâm ơi, qua đây Tâm ơi, qua đây Dạnh ơi, qua đây bẻ nữa nè. Gom bỏ dưới đi. Để nó dập hết, gom nhiều rồi Sang với mấy đứa ăn luôn. Đó, cỡ này là chắc ăn được rồi. Cứ bẻ đại đi, nó màu chuyển qua sang màu tím là bẻ thôi. Trên trái nó cũng có gai nữa nha mọi người, nhưng mà chỉ gai nhỏ thôi. Còn trên cái thân nó thì gai to lắm. Do cái cây này hình như là nó trên cao quá nên nó trái nhỏ đó vậy. Chứ anh thấy thanh long Mỹ trái bự lắm á. Đâu? Đó, bẻ luôn. Bẻ nhiều gom lại một lần ăn cho đã. Mấy đứa vừa mới thu hoạch toàn bộ cái phần trái của cái bụi cây chỗ này rồi nha mọi người. Và đây là thành quả của Sang với mấy đứa hái được này. Giờ anh đi đâm như tay hả? Dạ nó nói là thanh long ở nhà thì không có gai, mà sao thanh long Mỹ gai nhiều như vậy nha. Rồi giờ lăn đi. Giờ lăn qua lăn lại nè. Ừ đúng rồi, lăn lên xuống cho nó rụng hết cái phần lông ra. Cái lông nó thì nhỏ mọi người, nhưng mà đâm rất là đau luôn nha. Rồi bỏ xuống. Được, rụng bớt rồi. Tâm đó giờ có được ăn thanh long Mỹ bây giờ chưa? Dạ chưa. Thanh long nhà ăn. Ăn rồi đúng không? Dạ. Nào là ruột đỏ rồi ruột trắng nữa đúng không? Dạ. Còn thanh long Mỹ này thì ruột nó màu đỏ, ăn cực kỳ ngon luôn. Rồi giờ bóc này. Lựa trái bự nhất đi. Đây là một cái trái thanh long Mỹ của Sang với mấy đứa này. Rồi giờ chà hết ra đi. Ừ giờ từ từ từ
Rồi mấy đứa trà vô cái áo của Tâm này. Lát Tâm mặc thử cái áo này nha. Dạ. Đây là mọi người thấy áo của Tâm dính đầy lông. Trà hết chia vô đi, trà hết lông ra đi rồi chuẩn bị ăn. Trà nó đỏ luôn. Trà nhẹ nhẹ thôi, trà nhẹ nhẹ thôi. Cái này lông nhiều lắm mọi người. Dảnh nó trà đây nè. Trà làm sao mà cho hết cái phần lông ngoài của nó. Mấy đứa thổi thổi cũng hết mà. Rồi giờ lột vỏ đi nhá. Giờ thì ăn được thì phải lột vỏ. Rồi đó. Đó, đẹp không? Đây là cái phần ruột phía trong của nó mọi người. Nó có màu đỏ chét luôn nha. Còn đẹp hơn cả cái lột hết cái này đi. Còn đẹp hơn cả cái thanh lông nhà của mình nữa. Lông nhà hột quá trời. Lông nhà không có hột luôn. Đó, đó thấy hột luôn đúng không? Đó, lột hết cái phần gai nó ra nha. Ôi, Tâm lấy cái trái chín đó Tâm ơi. Trái của Tâm chưa chín này. Đây là trái thanh long Mỹ mà Sang vừa mới lột ra nè mọi người. Cái trái này á, cái da nó ngoài nó mỏng lét à, nên lột ra cái cùi phía trong cũng khá là to nha. Giờ thì rồi Dảnh ăn đi. Giờ cho Dảnh ăn trước nha, để thưởng thức cái vị thanh long nha. Nó có hột á, chứ không phải không có hột đâu. Rồi cắn đi. Sao? Đâu lật thôi. Đâu. Đây nè, đây là cái phần nhân phía trong của nó mọi người. Đỏ ao luôn, đồ cái hột đó đâu. Đó, nó có hột nha mọi người, chứ không phải là không có hột đâu. Có hột chà bá lửa luôn. Không như là thanh long kia của mình đúng không? Thanh long kia là phải nhả hột ra đúng không? Còn thanh long này là ăn luôn được không? Ăn đi Tâm. Rồi cắn đi. Ăn nguyên trái luôn chứ ngon. Này, Sang mời các mọi người nha, Sang cắn một phát nửa trái luôn này. Cái này á, cái vị nó thì không khác gì vị thanh long hết các mọi người. Cái mùi thì y như mùi thanh long đúng không? Cái hột thì hơi to hơn chút. Nhưng mà nó ngọt nha mọi người. Nó ngọt, nó có màu tím. Nhiều nước khá là ngon. Nhớ nhả nước ra, lộn nhớ nhả hột ra nha. Thì anh với mấy đứa đã ăn hết trái đầu tiên này đúng không? Dạ. Cái vị đó sao? Ngon, ngon hơn thanh long nhà của mình luôn đúng không? Nhưng có cái là cái hột đó. Hả? Nước nhiều ạ, à? Nhưng mà cái hột nó hơi bự một chút vậy mọi người. Cái này thì không phải là thanh long Mỹ nha mấy đứa. Dạ. Mà cái này là xương rồng nha, cây xương rồng Việt Nam á, cái cây mà người ta hay trồng trước cửa nhà ở chỗ mình á. Nhưng mà cây này ở ngoài đảo này, ngoài biển này thì nó có trái nha. Trái nó thì ăn được, cái hộp nó nuốt được luôn hay gì á. Nhưng mà khó tiêu một chút. Thì đây là ba trái mà sao như mấy đứa vừa mới lột ra này. Rồi nguyên một phát ăn hết trái luôn nha, cắn bỏ cái đít đi. Rồi mời cả mọi người nha. Bỏ cái đít đi, cắn bỏ đít đi. Rồi, cuối cùng. Ngon lắm mọi người. Cái trái này nó thơm mùi thanh long mà nó ngon cực kỳ luôn. Mặc dù nó hơi nếu mà mình có cái dao mình tách cái gai đi á, thì theo như Sang nghĩ là ăn sẽ khá là ngon. Thôi vậy đi ha. Rồi ăn một ít cho biết thôi. Còn cái này thì Sang với mấy đứa sẽ mang nó ra ngoài bãi biển. Một hồi mình sẽ tắm biển nè, nướng đồ ăn ở ngoài đó. Và ăn thanh long với là bơi ở ngoài đó một ngày nha. Thôi giờ thì đem này đi cho mấy đứa. Cái này thì Sang với mấy đứa sẽ gom đi nha. Khá nhiều luôn á, ăn vô đây thì đã luôn mọi người. Gần cả mấy ký luôn mà. Bây giờ thì mấy anh em Sang lại khởi hành đi tiếp. Vừa mới lựa được một cái chỗ để hôm nay Sang với mấy đứa sẽ làm một cái bữa tiệc ăn mừng nha mọi người. Ở đây á, là một cái bãi biển rất là trống trải, rất là đẹp luôn, và không có một ai trên đây nha mọi người. Khu du lịch người ta thì tận tích ở phía dưới kia kìa. Người ta chỉ bơi và chơi trên đó thôi. Còn đoạn này á, là gần như là cái bãi biển trống luôn. Phía sau lưng Sang á, thì trải dài lên trên kia cũng là một cái bãi biển trống. Chỉ có Sang với mấy đứa là ở trên đây thôi nha. Nên hôm nay thì anh có mua ở đây trong thùng mút này là 4 con tôm hùm thật là to. Cái tôm hùm này là to lắm luôn á. Để ba anh em mình ăn cho thật đã nha. Anh một con, mấy đứa thì ba con nha. Tại hôm bữa thì cái bữa xuống đây đầu tiên á, thì sẽ có mua một ba con tôm hùm rồi, nhưng mà đầu đó là con tôm hùm nhỏ. Hôm nay thì con này là to khủng khiếp luôn. Ai khui vậy này? Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ khui nha, tại vì cái con này Sang mua ở trên kia nên người ta đóng thùng lại. Rồi cắt ngang như thế.
Rồi được chưa? Rồi mở nắp ra. Rồi đây, đây là con tôm của Sang nha mọi người. Cái con này thì người ta phải bỏ đá vô phía trong, tại vì nó gom nát lại đi, nó ra ngoài nắng là nó chết đó mọi người. Nên giờ thì rồi lấy đá bỏ ra bên kia. Còn sống không? Cái con này khi nãy Sang mua mọi người thì nó còn sống nha, nhưng mà bỏ vô đá này thì chắc lạnh quá nó chết rồi câm đi tâm. Một con này thì là 1 ký nha mọi người. Đợt trước thì Sang có mua con tôm màu đỏ rồi, nhưng mà đợt này là mua con tôm này nha. Con tôm này thì người ta gọi là tôm hùm bông đó. Đây đây cầm đi. Ở đây thì được 4 con nha, con này còn to hơn nữa này. Đó, đây cầm đi, con này nữa này. Con này bỏ đá vô là nó cứng đơ, mà người bỏ xuống nước biển thử coi mấy đứa. Giờ Sang sẽ thử để bỏ xuống nước biển coi nó bơi nổi không nha, để coi nó tỉnh dậy nổi không. Người ta bảo là bỏ đá vô cho nó đông lạnh, xong khi nào bỏ xuống nước biển thì nó sẽ tỉnh lại, nó sống lại rồi đúng không? Cái con này khi nãy Sang Sang lấy ra từ thùng nước đá mọi người thì nó đã đông cứng ngắt rồi, nhưng mà Sang bỏ xuống nước biển thì nó bắt đầu nó nhúc nhích ra lại nè mọi người, không đây là cái chân nó nhúc nhích này, chân nó bắt đầu nhúc nhích trở lại nha. Còn bên đây con này thì nó mạnh luôn, hồi nãy thì nó đông cứng ngắt rồi nha, giờ nó mạnh lại, nó đụng cái nước biển á là nó sống lại nha mọi người. Mà con này mấy cái màu nó khác nhau nha mọi người. Con này màu đỏ này, con này màu xanh này, con này màu xanh lá cây này, con này màu đen đen này. Đó, mấy con này bắt đầu sống lại rồi. Giờ thì hai đứa cầm mấy con tôm này xuống dưới biển nha, rửa sạch sẽ mấy con tôm này, xong lên đây thì mấy anh em mình đốt bóng lửa để chuẩn bị chế biến cái mấy con này làm một cái bữa ăn nha. Đây là con này nó mạnh lại mọi người, nó bún bún luôn nè. Rồi đem xuống biển đi. Giờ thì đem xuống biển rửa cho sạch sẽ đó. Ô, sóng to kìa, coi chừng mất con tôm. Ở đây Sang vừa mới nhúm được một đống lửa nha mọi người. Để một hồi thì mình sẽ nấu đồ ăn ở cạnh bờ biển cái chỗ này luôn. Còn mấy đứa ở đây thì nó vừa mới rửa sạch sẽ cho Sang mấy con tôm hùm nha. Thì đây là mấy con tôm. Khi nãy Sang với mấy đứa rửa cũng như là ngâm nước muối cho nó tỉnh lại mọi người. Thì sau khi ngâm này, mọi người thấy không, mấy con này nó vẫn còn sống nhưng mà nó yếu thôi. Có con này tâm nó cầm mạnh quá gãy luôn cả râu. Thì hôm nay ra đây anh cũng không biết làm món gì cho ngon, nên thôi thì mình cứ quấn vô giấy bạc xong đắp cát lên nướng nha. Mình làm món là Sang với mấy đứa sẽ làm món là tôm nướng cát nha mọi người, để mà ăn mừng cùng với tất cả mọi người. Cái món này thì hơi lạ một chút á, lúc trước thì có làm gà nướng cát rồi, hôm nay thì sẽ làm tôm nướng cát nha. Cái phần này thì Sang sẽ để cho đầu bếp Dảnh với lại đầu bếp Tâm là chế biến mấy con tôm hùm này nha. Rồi làm đi Dảnh ơi, quấn làm sao cho kín nha, không hồi cát vô á. Rồi banh cái tờ giấy đó ra, để xuống dưới đó, đặt lên trên, cho cái đuôi đi vô, quấn làm sao cho thật kỹ nha, mà đừng có bóp chặt quá, nó lủng qua là một hồi cát nó vô trong á. Rồi quấn đều nha, sau quấn lên phía trên râu nè, cái râu thì cho chừa ra ngoài nha, đó cho nó đẹp nha mọi người. Rồi Tâm bên đây làm luôn Tâm, rồi xé cái đó ra. Ở đây thì Sang mua 3 cuộn giấy bạc cho mọi người, được chưa? Xé cái móc đó ra, rồi đặt cái con này luôn. Cái con này thì nó khác mấy con kia, con này nó có màu tím tím đi. Ôi, chưa. Rồi quấn lên. Rồi quấn đều đó nha. Giờ thì cái nhiệm vụ chế biến thì Sang sẽ giao cho hai đứa nha mọi người. Đó, cứ quấn hết con tôm xong rồi đem lên rồi vùi cát rồi nướng thôi. Quấn hai con này hả? Còn hai con này của Dạnh quấn đúng không? Nãy giờ thì hai đầu bếp mọi người cũng đã làm xong cái món tôm quấn giấy bạc rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ đi chế biến nha. Là Sang với mấy đứa sẽ mang 4 con tôm này chôn xuống dưới cát, xong đốt lửa lên phía trên cho nó chín. Rồi đi mấy đứa. Ê, cầm cho. Rồi cầm đi. Cầm đi. Đây, quấn lại như thế này thì bảo quản cho nó đừng có đụng xuống dưới cát nha, tại vì mà hồi dính cát khó ăn. Rồi để qua đây đi, đào một cái lỗ. Đào một cái lỗ ngay bên đây nè mấy đứa. Đào to lên. Rồi, môi đi. Đó. Bây giờ Sang với mấy đứa sẽ mồi một cái hố cạnh cái đống lửa chỗ này nè. Cái này là rau muống biển đó mọi người. Sang mới biết là ở biển nước mặn mà rau muống vẫn mọc được nha. Sâu lên.
Rồi được rồi mấy đứa. Rồi cho nó xuống nha. À, mấy đứa đã đào cho Sang một cái hố như thế này mọi người. Bây giờ thì mấy anh em Sang sẽ cho hết cái phần tôm xuống dưới cái hố đây. Rồi cho nó cho xuống đi. Ô, hố nhỏ rồi. Đó. Rồi lắp lên, lắp lên. À, cái này thì sẽ quấn với bạc phía ngoài rồi mọi người, nên cái phần cát sẽ không vào được con tôm nha. Nên mình cứ lắp cát lên thoải mái thôi. Mà lắp một lớp mỏng á, dày quá thì một hồi nó không chín. Cái chỗ này phải có cát. Đều lên. Rồi lắp cái râu luôn Tâm ơi. Để một hồi cái râu là nó nó râu là hồi cháy mất cái râu. Rồi. Tôm cũng đã chôn xong rồi mọi người. Bây giờ lấy củi đặt qua cho nó. Giờ sẽ đốt lửa bên đây nha. Đó, đốt một đống lửa to ngay trên con tôm luôn. Cái dao cho anh đi, anh dứt qua. Ở đây thôi. Mấy đứa đi kiếm củi thêm đi. Đốt đống lửa này thiệt to luôn. Tại vì Sang với mấy đứa chơi từ giờ tới chiều quá, nên mới muốn mới làm cái món kiểu này nha mọi người. Còn không cứ đặt lên than nướng cho nhanh. Nhưng mà làm món kiểu này thì tôm nó chín từ từ á. Một hồi nó sẽ mềm hơn, nó ngon hơn nha. Rồi mình có thời gian mình chơi luôn. Cái món tôm này mọi người thì mình cứ đặt lửa thật nhiều luôn cho nó cháy phía trên. Còn phía dưới thì từ từ nó chín nha. Cái này thì có lẽ là còn lâu nó mới chín đó mấy đứa. Nên giờ thì trong thời gian chờ đợi nó chín thì mấy anh em mình xuống tắm biển nha. Tại vì mọi người xem cái khúc bãi biển đây này, vắng tanh luôn, không có một ai luôn. Nên là Sang với mấy đứa là tắm thoải mái khúc bãi biển này luôn nha. Giờ thì đặt cái dừa vô cho nó cháy này. Rồi giờ thì mấy đứa sẵn sàng chưa? Rồi mấy anh em mình chạy xuống tắm nha. 1, 2, 3 chạy. Nãy giờ Sang với mấy đứa mọi người bơi thì cũng đã rồi nha. Nên quay lên đây thì mấy anh em Sang sẽ làm cái nước chấm cho cái hạt dổi lộn cái con tôm của mình. Rồi thổi đi, mấy đứa thổi vô đây. Dạ dạ. Thổi vô xong lấy cái đũa đảo đều lên cho cái hạt dổi nó giòn. À, còn bên đây thì Sang có mua được mấy trái ớt rồi mọi người. Là ăn mấy trái là vừa đây. 4 trái. 4 trái luôn hả? Trái này khá to luôn mọi người, không biết là ớt gì mà người ta bán ngoài chợ, Sang thấy to quá nên Sang mua đây quá trời. À, mấy đứa thì nó bảo là ăn 4 trái nha, nên Sang sẽ mua lấy đây 4 trái. Ớt này thì sẽ mang đi nướng nữa nha. Ớt nướng lên thì nó mới thơm. Mình làm theo đồ hải sản nhưng mà Sang sẽ làm theo cách của rừng nha mọi người. Mấy đứa lấy mấy trái dừa đây để đốt. Mấy đứa rang làm sao cho giòn nha. Ồ, nóng lắm. Tại cát nó giữ nhiệt mà mọi người. Đó, dục 4 trái ớt lên trên lửa than nha. 5 trái đi ha. Trái này bự bự chứ người ta nó không cay. Nên Sang sẽ nướng 5 trái luôn. Đây 5 trái ớt to đi. Chưa, giòn chưa? Rồi gấp ra. Đen đen rồi nè. Đó, ớt khi mà nướng lên thì nó sẽ có cái mùi hăng lên đó mọi người. Giờ sẽ chở mặt nha. Ui nó nổ ra luôn. Rồi, giả cái này nha. Rồi dính nha. Giờ mình giả nhuyễn hạt dổi nè. Phải nướng lên vậy nó mới thơm. Ớt vô. Đây là trái ớt mà Sang với mấy đứa vừa mới nướng xong mọi người. Cái trái ớt khi mình nướng lên thì nó sẽ có cái mùi giống là mùi trái cà tím nha mọi người, rất là thơm luôn. Nên giả ra nữa chung với cái hạt dổi này thì thơm cực kỳ. Giả cho nhuyễn ra. Từ từ ngắt cái cuốn nè. Được chưa, đưa đây cho anh. Đây là cái chén ớt với hạt dổi mà Dảnh vừa mới giả ra nè mọi người.
hai cái này mình trộn chung lại thì nó hơi cay một chút nhưng rất là thơm luôn nha. Rồi tiếp theo dành cắt cái chanh đi. Ở đây thì Sang sẽ sử dụng thêm một ít muối tiêu chanh nha mọi người. Đó, mình cho vô phía trong đây cái muối tiêu lá chanh. Cái món này một hồi là thơm cực kỳ luôn. Ui, có cái cục. Tiếp theo là mình sẽ dắt cái một chai chanh vô nha. Ui, một cái không đủ rồi, một cái nữa dành đây. Làm sao cho nó sệt sệt lại ăn mới ngon. Chai chanh dắt. Rồi là mình sẽ khuấy đều lên nha mọi người. Ui, vô quá. Rồi, cuối cùng vậy là xong cái chén muối chấm của Sang với mấy đứa nha mọi người. Cái chén này thì pha hỗn hợp lại nhưng mà một hồi chấm sẽ rất ngon. Thôi để nó cất lên trên đi để cắt không ạ. Vậy là nước chấm thì Sang với mấy đứa cũng đã chế biến xong rồi. Nên bây giờ thì tới phần công đoạn quan trọng với mấy đứa là mình sẽ moi cát lên để xem là con tôm của mình chôn với cát nãy giờ đã chín chưa nha. Nãy giờ Sang với mấy đứa chôn chắc gần 2 tiếng đồng hồ mọi người. Theo như Sang nghĩ thì có thể rụt rã ở phía dưới đó nên lăn trái dừa đó. Mấy đứa thì nó nướng bằng trái dừa đây này. Lăn xa xa qua kia. Rồi còn đây là cái phía dưới của nó nha. Rồi cào thang ra đây. Ủa khá nóng luôn mọi người, cát này nó nóng cực kỳ luôn á. Cào nhẹ nhẹ thôi chứ đừng rách cái bọc nha mấy đứa. Nghe mùi tôm không? Mấy đứa nghe mùi không? Mới cào mà cào một tí thôi mọi người mà nghe mùi rồi. Mà cái này mình cào nhẹ thôi nha, đừng có cào mạnh quá. Đây là đụng nè. Ủa không phải. Ở đó hả? Vậy cào hết qua bên kia kìa. Coi chừng phỏng than nha. Đây là cái râu của nó nè. Cả cái râu nó cũng chuyển sang màu vàng nè. Nóng lắm. Lấy hết cát lên mới lấy lên được nha. Tại vì cái này á, mình khi mình lấy lên mọi người, mà mình làm bể cái bọc ngoài của nó thì cát nó sẽ vào phía trong. Một hồi mình ăn thì nó sẽ dính cát á. Nên Sang với mấy đứa là cố gắng là lấy hết phần cát ra nhẹ nhàng thôi. Đó, thơm quá luôn á mọi người ơi. Không biết là chín chưa nhưng mà cực kỳ thơm. Đây là con đầu tiên nha. Cái râu thì mọi người thấy nè, cái râu chuyển sang hết màu đỏ luôn nè. Bẻ cho anh cái lá rau muống đi. Đưa ra một lá hai lá được rồi. Rồi đưa ra cho anh. Nóng lắm. Cẩn thận phỏng tay nha mọi người. Ui, đây là một con đầu tiên nha. Thơm cực kỳ luôn. Rồi bỏ qua lá dương bên đây, lát mình phủi lại sau nữa. Rồi tới con tiếp theo. Con tiếp theo đâu? Đây. Hai con luôn. Đây là con thứ hai. Giờ tiếp theo là Sang với mấy đứa sẽ dùng nhánh lá dương nha, quất vô trong cái con tôm của mình nha mọi người, để nó rớt hết phần cát dính phía ngoài. Để mà hồi mình lột ra thì nó sẽ không dính cát nữa. Đánh nó đi, đánh nó mạnh lên. Đó, giờ mình phải đánh nó liên tục như vậy nè, để nó chóc hết cái phần cát ngoài ra. Rồi lật lại. Lăn đi. Đó, con này sạch rồi nè, một con. Rồi. Nóng. Đánh ít nữa. Rồi con này nữa. Đây nha mọi người. Mọi người cố gắng gõ làm sao cho phía ngoài cái bọc của nó hết cát đi. Thì mình gỡ ra thì phía trong nó sẽ không dính nha. Thôi giờ thì Sang sẽ gỡ ra. Dành gỡ con đó đi. Gỡ từ từ lốp ra dành. Rồi gom rác lại nha. Rồi gom cái giấy kiến này lại nè. Rồi Sang sẽ xé. Xé lận làm sao mà đừng để cho cát nó rớt ngược vô trong á dành. Tại vì cái này mình phủi chứ vẫn có cát đó mọi người. Gom cái bọc lại, bóp lại. Không biết là chín hay chưa. Cái chừng gãy đâu á. Vàng hết rồi hả? Gom cái rác lại đi. Đây là cái con tôm của Sang nè mọi người. Đây,
Mọi người xem đây là cái con tôm mà Sang vùi trong cát này. Nóng lắm luôn đó nha. Cái này nó giữ nhiệt á. Ở trong đây thì không dính một miếng cát nào hết cả. Nhưng mà cái con tôm thì nó có cái màu rất là đẹp, với lại rất là thơm. Rồi bỏ qua cái dĩa, mỗi con một dĩa. Rồi gom rác lại đi rồi xé tiếp hai con kia. Tôm thì nãy giờ Sang với mấy đứa vừa mới lột ra đặt trên cái dĩa như thế này nha mọi người. Và đây là bốn con tôm của ba anh em Sang nướng. Con tôm này mặc dù mình vùi nó dưới cát, nhưng mà khi mà nướng lên lột ra thì nó không dính một chút cát nào hết cả. Thì hôm nay Sang nướng bốn con tôm này. Đầu tiên là muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở đây, vì trong mấy ngày vừa qua đã theo dõi chuyến đi của mấy anh em Sang, cũng như là ủng hộ cho Sang một lượt đăng ký kênh để ngày hôm nay thì cán cột mốc 3.7 triệu người đăng ký ha. Còn bây giờ thì tôm thì cũng đã chín rồi, nên giờ thì anh sẽ lấy một con, anh sẽ ăn một con, còn hai đứa Sang ba con nha, là Tâm một con rưỡi và Dảnh một con rưỡi nha. Giờ thì đây Sang lấy con này đi, lấy con nhỏ thôi cho mấy đứa nó ăn con to, tại vì mình lớn rồi mình đâu có lớn nữa, mấy đứa còn nhỏ thì nó mới lớn thôi đó. Rồi Dảnh con này, rồi Tâm con này, rồi hai đứa một hồi chia ra con này nha. Thì cầm lấy đi, cầm lấy đi, rồi bẻ ra nha. Rồi đưa cái dĩa ra cho. Rồi tôm của Tâm, rồi bẻ cái đầu ra đi, rồi chuẩn bị cắt ra. Đây là rút cái đầu ra luôn. Ui mọi người xem đây này, cái cục thịt của nó này. Ôi coi như rớt cái gạch uổng lắm luôn á. Bỏ cái đầu qua đây, cái đầu bỏ ra đây. Đây là cái phần đầu của tôm nha mọi người, còn đây là cái phần mình của nó. Cái này thì từ từ hãy cắt cái đầu ra sao. Hai cái đầu thì to bằng bàn tay Sang luôn này. Rồi thì hai đứa này quết vô trong cái chén nước chấm của mình nha. Quết nhiều nhiều vô, tại vì cũng không có cay mấy đâu, tại ớt nướng rồi nó sẽ bớt cái vị cay đi á mọi người. Cắn một cái cho đã nha, rồi quết đi. Đó mọi người thấy nhìn hấp dẫn không? Rồi. Rồi cắn đi. Rồi ăn đi Tâm. Ui mọi người xem Tâm ăn kìa. Vị nó sao Tâm? Ồ gió nhiều quá mọi người. Hả? Thịt không hả? Rồi cứ quết đi nè, quết đi, nhìn mấy đứa ăn mà Sang chảy hết nước miếng luôn mọi người, tại vì cái mùi con tôm này nó thơm lắm luôn á, mình nướng với cát nó thơm cực kỳ luôn. Đây Dảnh nó quết nè. Đó. Ui rút một cục thịt luôn. Tiếp cái thứ hai nha. Quết mạnh lên nha. Mạnh lắm. Đó, mọi người xem Dảnh quết nè. Rồi Tâm nè. Rồi. Rồi cắn luôn Tâm, cắn mạnh lên nha. Đó mọi người xem thấy Tâm rút ra. Ôi cái con này thịt không luôn mọi người. Đây cho anh mượn cái này coi. Đây là cái con tôm của Tâm này. Tâm cắn nãy giờ hoài mà không hết thịt luôn mọi người. Sang nhìn mà Sang cũng chảy nước miếng. Nhưng mà thôi cho Tâm ăn đi, ăn cho no nê luôn, ăn cho mau lớn nha. Ăn bồi bổ lại sau mấy cái ngày mà Sang với mấy đứa đi đi ngủ bờ ngủ bụi nha. Xong rồi ngày mai lại tiếp tục đi. Vậy là nãy giờ mấy đứa đã ăn trước rồi nha mọi người, còn Sang thì chưa ăn nên chảy hết nước miếng luôn. Bây giờ thì tới lượt Sang ăn nha. Còn đây là con tôm của Sang này. Con này thì nhỏ hơn con của mấy đứa. Nhưng mà đây mọi người xem phần thịt phía trong của nó này. Mấy con tôm mình mua ngoài chợ này là tôm tôm sống của mọi người. Người ta bảo là bắt dưới biển lên á, nên nhìn mọi người xem này. Thịt lúc nào cũng đầy ấp hết phía trên trong luôn nha. Mà nó còn có gạch nữa nha mọi người. Cái đầu thì để một hồi ăn sao nha. Bây giờ thì ăn tiếp đi mấy đứa ơi. Cái này thì không cần phải dùng kéo cắt luôn mọi người, tại vì nó lòi ra phần thịt ra như thế này nè. Bây giờ mời tất cả mọi người nha. Sang chấm này. Đây đây là cái muối mắc mắc khén, hạt dổi, ớt nướng, rồi muối tiêu chanh nữa, hỗn hợp nhưng mà đảm bảo sẽ rất ngon. Mời cả mọi người nha. Cắn một cái ngán luôn mọi người, nhiều thịt quá. Nhưng mà lúc này cái con này chấm với cái này ngon ha. Cái con tôm này mọi người chấm với cái mắc hén hạt dổi này á, nó cực kỳ ngon luôn nha. Nó thơm lắm luôn á mọi người. Ớt nướng thì nó không còn cay mấy nhưng mà nó thơm luôn. Rồi Sang quết này mọi người xem này. Quết hết vô luôn nha. Và cả mọi người nha. Cắn ra cho Tâm. Còn đây là phần phía trong của nó này. Ui đầy ấp thịt luôn mấy đứa ơi. Đây này. Đây là phần phía trong của nó mọi người. Rồi.
sang chế cái này lên trên nha. Nhiều nhiều cái mắt khé hạt dổi này thì ăn mới ngon. Đây, mấy đứa cứ ăn đi nha. Đây, bữa hướng lại, chào quá. Đây, mời cả mọi người nha, ăn với sang một miếng này. Sao nghe mùi heo quay ha, nghe giống như mùi heo quay vậy mọi người. Hay là mình do mình nướng với cát mà mình nó nghe cái mùi thơm lạ lắm. Giờ thì sẽ cắt cái đầu tôm ra coi phía trong nó có cái gì vậy mọi người. Cái phần mình ăn một phát là ngán luôn á. Mấy đứa nãy giờ nó ăn hết, ăn còn chưa hết nữa kìa. Cái đầu con tôm á, cái mình nướng theo kiểu này á mọi người, nướng với cát kiểu này á, nó mềm, cái vỏ nó giòn lắm luôn nha. Mình cắt là nó bể à. Đây nè. Đây là cái phần thịt phía trong đầu tôm. Cái này do chắc là do sang nướng lâu quá mọi người. Nên nó khô luôn. Còn phần đầu nó ôi. Vậy là ngày hôm nay á, ra đây chơi thì mấy đứa có vui không? Ăn có no không? Căng bụng luôn đúng không? Thì ngày hôm nay sang với mấy đứa nghỉ một ngày. Đầu tiên là làm cái bữa ăn thịt con để cho mấy đứa nó ăn sau mấy ngày mà sang mấy đứa đi bờ đi bụi này. Và lại thứ hai là sẽ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở đây vì đã đăng ký cái kênh YouTube. Để ngày hôm nay thì kênh YouTube của sang đã cán được cột mốc 3.7 triệu người đăng ký ha. Sẽ cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn ngày mai có lẽ là sang với mấy đứa lại tiếp tục chuyến hành trình của mình. Và chuyến đi này sẽ còn rất là dài. Mong rằng mọi người có thể là theo dõi hết cái chuyến đi này cùng với mấy anh em sang nha. Sang với mấy đứa cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Sang chào biệt tất cả mọi người nha. Bye.